Quý bạn trong ngôi là nữ xin Chúa ban phước và thương xót quý bạn trên thì chúng ta tiếp tục được nghe lời của Chúa. Cảm ơn Chúa chúng ta hầu với Chúa tâm sự đọc lời Chúa Sermon thứ nhất đoạn 18. Xin coi với tôi Sermon thứ nhất đoạn 18. Từ câu 1 cho tới câu số 6. Chúng ta cùng nhau đọc Sermon thứ nhất đoạn 18. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng Jonathan kế nghiệp cùng lòng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó Saul rước David về đời mình, không còn cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan kế nghiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mà trao cho David luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. David đi đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ, người đại ý bá tánh và những tôi tớ của Saul. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đón Saul hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa động tiếp tục đối đáp với nhau rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Saul lấy giận lắm và các lần này không để chú ý lòng người. Người nói người ta cho David hàng vạn, còn hàng ngàn chỉ còn thiếu cho ngôi nước mà thôi. Kể từ ấy, Saul thường nhìn David cách giận. Cảm ơn Chúa và danh Chúa Jesus Christ. Buổi chiều nay chúng con đến với Ngài, chúng con đến trong sự mạnh sức, đến trong sự vĩ đại, trong sự toàn năng của danh xưng lợi lùng của Ngài, với danh Chúa Jesus Christ. Chúng con đã thắng với danh Chúa Jesus Christ. Chúng con được tẩy trị bởi sự tẩy trị của Ngài và tôi quyền phá quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, quyền lực sự chẳng tên dân, sự Chúa được tự do. Tôi lấy ra tất cả những bệnh tật bởi sự yếu đuối, bởi sự làm việc của ma quỷ trên thân thể cơ dân sự Chúa. Tôi tới Chúa để sự bình an, sự chữa lành của Ngài được đến giờ này với danh Chúa Jesus Christ. Chúng con nhận sự chữa lành, nhận sự tiếp trợ, nhận sự ban ơn, và nhất là nhận sự mở mắt mở trí của Ngài để chúng con nhận lời Chúa. Chúng con cảm tạ Cha, chúng con yêu mến Ngài nhiều lắm. Không bao giờ có sự uổng phí trong sự nghe lời Ngài, không bao giờ có sự uổng phí khi thờ phượng Ngài, bởi vì chúng con đầu tư vào nước trời và chúng con nhận lãnh từ nước trời. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Chúa, chúng con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Lần nữa đến với quý bạn trai bản lời của Đức Chúa Trời, tôi có nhiều điều để chia sẻ và hỏi cùng quý bạn trai. Thì như quý bạn trai thấy rằng khi tôi cầu nguyện thì Chúa nhắc cho tôi một điều mà có lẽ quý bạn trai cũng nhận biết rằng trong Chúa thì chúng ta không bao giờ mà lãng phí hay là chúng ta mất thời giờ. Có nhiều người hỏi đi đâu, tôi phải đi nhà thờ. Thật sự mình không phải, mình được đi nhà thờ. Phải quý bạn trai, mình được đi, mình được hầu Chúa, mình được ca ngợi Chúa. Có nhiều người thì có hẹn nói thôi tôi bận đi nhà thờ rồi, nhưng mà tôi ráng đi lẹ rồi tôi về tôi đi chơi. Thật sự là nó phải ngược lại, tôi được đi nhà thờ mà tôi đi chắc lâu lắm, thành ra anh cứ đi chơi trước đi, là tại vì tôi đi thờ của Chúa, tôi không có muốn đi về. Phải quý mạng cho em, thì chúng ta bước vào cái chỗ tốt lành chứ không phải bước vào một cái sự mà bắt buộc. Cho những hội thánh khác, do hội khác thì cái dùng những chữ như lễ buộc là lễ bắt buộc phải đi, thì chúng ta không phải bắt buộc phải đi mà chúng ta được đi. Phải quý mạng cho em, và khi mà chúng ta được hầu với Chúa, được tôn vinh Chúa, được đến với Ngài Chúa thì đó là một sự sức giàu ban cho. Và cái trong sự bài giảng này chứ không phải là tôi nói với bạn, mà trong bài giảng này thì tôi chia sẻ cho quý bạn cho em, khi mà chúng ta nói về sự tẩy trị của Chúa thì chúng ta phải nhận biết hai phần, giống như tôi nói cùng quý bạn cho em, là Đức Chúa Trời làm gì cũng được. Ngài có thể làm được mọi sự nhưng mà không phải cái gì Ngài cũng làm hết, đúng không? Rồi có những sự xấu Ngài không làm, có những cái sự gian dối Ngài không đem đến, những sự giết người Ngài không đem đến, nhưng mà Ngài làm được mọi sự, nhưng mà Ngài không làm mọi sự, nhưng mà mọi sự đều nằm trong sự tẩy trị của Đức Chúa Trời. Amen. Quý mạnh cho em hiểu điều đó. Thì trong sự tẩy trị đó, nãy ba tôi có đặt câu hỏi là what if? Phải quý mạnh cho em, có nhiều người vì vậy không muốn hầu việc Chúa, để tôi lo cho vợ cả, lo cho con trước đã, tôi làm xong hết mọi sự, chừng nào con tôi nó ra trường, nó có vợ có con rồi tôi sẽ hầu việc Chúa. Nhưng mà tôi đã từng nói cùng quý mạnh cho em, nó ra trường rồi nó kiếm chớp chưa chắc nó có chớp, mà nó có chết nó có vợ chưa chắc là nó nuôi vợ được, nhiều khi phải nuôi luôn vợ con đó, xong rồi hầu vợ hầu con đó, phải nguyên bàn cho em. Rồi tới lúc nếu mà mình còn sống là mình còn chở con nó đi học, rồi xong rồi mẹ tôi có những bà bạn là phải chở cháu đi học, chị tới lúc mà không được chở nữa là tại lái xe đụng cái con sợ quá không cho bà nội bà ngoại chở đi nữa thì đừng miễn chở, chứ là vẫn còn làm cho tới chết thôi chứ không bao giờ ngưng hết. Tới lúc nào ngưng, quý mạnh cho em đâu có ngưng, con cháu nó không có ngưng. Mà nếu mà con cháu nó khỏe xong rồi tới chết của mình nữa, hãy là còn làm là còn làm à. Nhưng mà thành ra không bao giờ hưng. Nhưng mà ngược lại, ví dụ chúng ta không thể nói ôi bây giờ tôi bỏ vợ con hết, tôi chỉ lo đầu tư vào nước Chúa rồi tôi làm công việc Chúa rồi vợ con Chúa lo, cũng không phải. Quý mạnh cho em duyên sức rồi,
Nhưng mà cái quân bình là gì? Quân bình là mình luôn luôn có cái trách nhiệm đã con đến cái trại. Thì quý bạn cho em biết kỳ rồi tôi có chia sẻ, tôi rất tiếc tôi không bao giờ đủ giờ để nói cùng quý bạn cho em, tôi sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà chúng ta có trách nhiệm, Chúa là đấng làm gì trọn lành hồn linh sẽ thác, nhưng mà chúng ta có trách nhiệm gì giữ cho nó được trọn vẹn. Quý bạn cho em thấy rõ, một phần là được trọn vẹn, một phần mình giữ cho nó được trọn vẹn. Giữ bằng gì? Về hồn của mình không đi theo xác thịt, về linh của mình đầu tư để gì? Linh mình được tăng trưởng lên cho Chúa, và cái phần xác của mình là mình biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Rồi đó là lý do mà tôi không đi vào những chỗ ô uế, tôi không để xác này làm những chuyện ô uế, và tôi không cho phép cái hồn tôi làm những chuyện ô uế. Quý bạn cho em hiểu rồi, chúng ta có bổn phận, thì cái đó là cái trách nhiệm của tôi và quý bạn cho em. Và trong cái trách nhiệm đó thì mình chỉ biết hầu việc Chúa cho tới lúc nào Chúa cho phép và Chúa mở đường. Tôi không có press, tôi không có đẩy, tôi không có cố gắng, nhưng mà Chúa mở đường thì chính tôi và chính quý bạn cho em sẽ biết là mình đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em biết, tôi thường nói với vợ tôi đó, mình hầu việc Chúa hay không chỉ có Chúa biết. Có nhiều người thấy như hầu việc Chúa nhưng mà hầu việc con người, tức là họ làm việc của họ, họ xây dựng cái vương quốc của họ mà họ nói là họ xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Quý mạnh cho em hiểu rồi, họ bỏ mọi sự để làm cho cái danh họ tôn trọng, hay là cái hội thánh của họ, hay là cái giáo hội của họ được tôn trọng, hay là chính cái danh của họ cũng được người ta nhớ tới. Ồ, như nhớ tới mục sư Joel, nhớ tới mục sư Vũ, hay là tất cả gì đó. Có nhiều người thấy giống như hầu việc Chúa nhưng mà thật sự họ hầu việc con người, hầu việc chính họ để cho cái danh được lớn. Nhưng mà ngược lại, có nhiều người hầu việc Chúa thiệt, thì làm sao quý bạn cho em biết cái người nào? Thì tôi thường nói với vợ tôi, chỉ có mình biết mình với Đức Chúa Trời. Mình đừng quá kiêu ngạo mà nói là mình đứng trên đây và mình là người hầu việc Chúa. Mình đừng quá mà tự ti mà nói rằng mình không làm gì cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà mình biết trong cái sức của Đức Chúa Trời mình làm được gì. Mình biết trong cái sự đẩy của Đức Chúa Trời mình làm được gì. Và nếu mà mình nghe tiếng Chúa thì mình sẽ biết Chúa muốn mình làm gì. Và tôi nói cùng quý bà cha người Đức Chúa Trời ngày năm và ngày cũng cả, đúng không? Có một bài hát mà tôi mong bữa nào quý bà cha hiểu được cái bài hát này rất là hay. Khi mà chúng ta trong tình yêu của Chúa, chúng ta được Chúa yêu đó, thì chúng ta có những lúc ở trên cao thì chúng ta cảm tạ cho Chúa là đấng đem chúng ta lên nơi cao. Có những lúc chúng ta dưới thấp thì chúng ta sẽ nhìn đấng mà thấy chúng ta ở chỗ thấp nhất. Quý mạnh cho em hiểu không? Thật ra có những lúc cao hay thấp tôi không thể nào nói được. Có nhiều người nói ông người này được ơn tại trên đây, người này không được ơn ở dưới. Giống như ba tôi nói bài ô thánh này chắc là dở lắm, tệ lắm, thiếu ơn. Mà nhiều người nói tại vì mục sư có tội, tại vì tín đồ ô uế, tại ra hội thánh không ai đi nhớ mà thánh đang làm tốt đại tè. Ô hội thánh kia mới được phước là tại biết cầu nguyện, biết nói tiếng mới, biết như thế này. Thành ra ở tút trên đây tút hay không, quý mạnh cho em biết. Có nhiều người chúng ta thấy bắt đầu hồ vị chú tút trên đây nè, mà cuối cùng á nằm trong chùa, cuối cùng này cũng nằm chỗ nào chết mà cũng không có dùng danh Chúa để mà làm đám tang. Quý mà cho em hiểu chỗ đó. Thật ra cái điều tôi muốn nói là chúng ta, vì vậy tôi đã nói nhiều lần, chúng ta không xét đoán mà sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Cái phần của chúng ta hội thánh Chúa hầu việc Chúa hết lòng hết ý hết linh hồn, con cái của Chúa hầu việc Chúa hết ý hết linh hồn, và tôi tự để Đức Thánh Linh xét đoán tôi, chứ tôi cũng không xét đoán tôi nữa. Phải quý mà cho em, thì mình xét đoán mình rất là định tội. Nhưng mà trong cái sự định tội đó, nhiều khi mình rất là kiêu ngạo và mình không nghe được tiếng của Đức Thánh Linh. Quý bạn trên người đó, thành ra David mới nói gì? Xin Chúa dò xét lòng con. Nếu nhiều người hỏi ngày hôm nay mình cần ăn năn không? Ăn năn chứ. Ăn năn là gì? Ăn năn là để cho Đức Thánh Linh dò xét lòng của mình, để mình biết ô mình còn sai trái chỗ này, ô mình còn yếu chỗ kia, ô mình mạnh chỗ này, chỗ này giờ chỗ sử dụng chưa Chúa sử dụng mình được, chỗ này là Chúa chỗ là mình còn ăn năn, nên là Chúa thay đổi và khiến nó tốt lành hơn. Quý bạn cho em hiểu không? Chúng ta không ăn năn để được cứu rỗi, tại vì điều đó đã thành. Nhưng mà mình ăn năn tức là mình nhận biết sự yếu đuối của mình bởi sự chỉ ra của Đức Thánh Linh, mà mình không quá tự ti mà cũng không quá tự cao, nhưng mà mình đi đúng theo cái sự dẫn dắt Đức Thánh Linh để mình trở nên tròn vẹn. Thì vì cái đó tôi nói cùng quý bạn cho em, chỉ chúng ta biết chúng ta thôi, chúng ta không có thể biết người khác, ngay cả mình nhiều lúc mình còn không biết nữa. Phải quý bạn cho em. Nhưng mà nếu tôi và quý bạn cho em yêu mến Chúa thì Chúa sẽ chỉ cái đường lối của mình. Và bài học của tôi và quý bạn cho em là cái giao ước của Đức Chúa Trời, giao ước của Chúa Giêsu là cái blood covenant, tức là giao ước bằng huyết của Chúa ở trên chúng ta. Thì quý bạn cho em phải thấy cái câu chuyện mà chúng ta đọc đó là câu chuyện trong Sa-môn thứ nhất đoạn 18 đó. Thì chúng ta thấy nói về cái sự mà Jonathan là con của Saul đẹp lòng và yêu mến David, và có nhiều người thì các tới dùng chữ này nó là hai anh này đồng tính luyến ái. Nhưng mà chúng ta thấy rõ họ có vậy, David thì có vợ Jonathan cũng vậy, nhưng mà họ yêu nhau
rất là nhiều, giống như hai người anh em yêu nhau. Và chúng ta thấy yêu nhau đến nỗi cái chồng cho nên thánh nó biến bằng chàng thấy trong câu thứ ba đó, kết rồi cùng David bởi vì yêu người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mà mặc cho David luôn với áo sống khác cho đến gương cung và đai của mình nữa. David đi đến giặc nhiều bất luận nơi nào, Saul đi tìm được việc cho nên Saul đã đầu chiến sĩ và David thì được lòng bá tánh và những người sở thích. Có nghĩa là David là cái người có lòng chạy theo Đức Chúa Trời. Và đây là chỗ tôi rất cùng biết bạn cho em. Ông chạy theo tức là có cái lòng của Đức Chúa Trời. Ông chạy theo lòng của Đức Chúa Trời. Vì cái đó David là một người không trọn vẹn đúng không? Nhưng mà ông luôn luôn sửa sai khi cái lỗi lầm của ông có, đúng không? Quý bạn cho em nhớ, ông phạm lỗi rất nhiều. Nhiều khi chúng ta chỉ biết cái hình ảnh của David là người chăn chiên và được Chúa cho lên ngôi. Nhưng mà chúng ta nhớ là khi ông chăn chiên thì ông trọn lành. Nhưng mà ông lên ngôi thì ông phạm tội giết người và ông cũng phạm tội kiêu ngạo. Ông nhớ quý bạn cho em nhớ, ông là cha cứu dân số và vì cái đó mà dân sự bị giết, vì cái đó mà có hoạn nạn xảy đến cho nhà Israel. Quý bạn cho em nhớ như điều đó. Và ngay cả ông mất cái phước mà xây nhà cho Đức Chúa Trời nữa là tại vì tay ông dùng lỗ huyết, cho nên Chúa không dùng David để mà xây cái đền thờ cho Đức Chúa Trời mà dùng tay của con ông là Salomon. Nhưng mà cái chỗ tôi nói cùng quý anh bạn cho em là cái lòng của ông á, là cái lòng mà chạy theo the man after God's own heart, tức là chạy theo cái lòng của Đức Chúa Trời. Và vì thế ông chạy theo gì? Chúa có chỗ làm việc trong cuộc đời của ông, Chúa có chỗ sử dụng cái lòng nóng nảy và lòng ngây thơ của người trẻ, Chúa có chỗ để mà sử dụng một người lòng cái người có ăn năn thống hối và lòng tan vỡ. Ông kêu cầu với Chúa, ông có phạm tội, ông không có ngủ được, không ăn được, và khi mà ông buồn phiền và xương cốt mà mỗi trận nó hãy lên hoa đừng ta hãy gọi khen Đức Chúa Trời. Và có là cái chỗ mà tôi quý bạn cho em nhận lãnh ngày hôm nay, tại sao chúng ta theo Chúa được, chúng ta yêu Chúa được, tại sao chúng ta đi theo Chúa mà không mòn mỏi, chạy theo Chúa mà không mỏi mệt, là tại vì thần của Chúa trên chúng ta và thần của Chúa hiện diện trong những người nào yêu mến Ngài. Chúng ta là đền thờ của Ngài, Ngài ở cùng chúng ta, không phải là lúc nào chúng ta cũng ở trên mây, không phải lúc nào chúng ta cũng dàn dĩ cầu nguyện tiếng mới, cầu nguyện đuổi quỷ và đã thắng trong mọi sự. Ba tôi nói này, Satan có thắng không? Và trong đó là tùy chúng ta, nhưng mà chỗ này là chỗ nguy hiểm. Satan không thắng được nhân sự của Đức Chúa Trời và không bao giờ thắng được. Quý bà cho em tin đi chỗ đó. Quý bà cho em có nhường chỗ nó cũng không thắng được. Quý bà cho em hiểu điều đó không? Nếu trong cuộc đời của chúng ta có những lúc thấp, nhưng mà không có nghĩa là nó thắng. Phải không quý bà cho em? Có những lúc chúng ta mòn mỏi, có những lúc mà đã phải chạy vô trong đồng quán, chạy rồi khóc với Chúa, kêu với Chúa, dân sự mòn mỏi, những người đi theo ông là những người mà bệnh hoạn, những người yếu đuối, còn Saul thì được theo. Có những đó là những lúc thấp mà có thắng không? Không. Tại sao Satan không có đụng được tới David? Chúng ta đừng nghĩ cái chỗ thắng, cái chỗ thấp của mình là chỗ Satan nó thắng. Satan không thắng được trong chúng ta bởi vì đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trên thế gian. Mà quý mạng cho em hiểu không? Nhưng mà thắng hay không á, là chúng ta đứng chỗ nào ra viết chạy vô đồng vắng ra thấy cái thua không? Không, ông chạy nhưng mà ông vẫn thắng. Tại sao? Tại vì ông tương giao với Đức Chúa Trời mỗi một ngày. Ông nói chuyện với Chúa, ông kêu cầu Chúa. Ông tương giao với Chúa, ông sống nhờ sức của Chúa. Ông thiếu đai, thiếu đồ uống, ông thiếu sự binh vực bảo vệ. Nhưng mà ông trong đời Đức Giê-va, Đức Giê-va ở cùng ông buổi sáng. Và ở trong lúc phần đông, ở trong đàn đêm, phải không quý mà trên? Amen, ông thắng. Và khi ông về trong ngôi vua đó, ông thắng hay thua? Đối với chúng ta là thắng, nhưng mà ông thua. Là tại vì đi ông chồng dần cho cái ngôi vua của ông thì ông phạm tội. Ông phạm tội ngoại tình là một, rồi xong rồi giết chồng của Bathsheba là hai, rồi xong rồi ông kiêu ngạo là ba. Quý mà chạy đi, đầy thắng hay thua, nó đâu phải là cái cặp mắt con và quý mà chạy nhìn. Nhưng mà có những lúc mà cao, có những lúc thấp. Và đó là lý do chúng ta phải giữ cho hồn linh của mình trọn vẹn, hồn linh và thể xác mình trọn vẹn để không có chỗ cho ma quỷ nó tấn công. Nhưng mà nó có tấn công không? Có. Tại sao? Tại lúc nào cũng có chỗ hết, nhưng mà có càng ít càng tốt. Phải không quý bà cha mình hiểu không ạ? Một người mà giỏi võ cỡ nào đó thì cũng có lúc bị sợ hở đúng không? Nhưng mà nếu mà mình biết bảo vệ thì cái sự sợ hở đó ít hơn. Còn nếu mà tôi và quý bà cha cứ ăn uống luôn tuồn thì cái cơ may bị bệnh nó nhiều hơn. Chúng ta cứ chửi thề, cứ chọc giận người khác thì cơ may bị người khác chửi, bị người khác đánh nhiều hơn. Phải không quý bà cha? Nếu mà chúng ta mà sống một đời sống không phải đời sống của tín hữu, một đời sống của ai cơ đốc nhân thì cứ cơ may không ai muốn tin Chúa hết. Tại vì do mặt quý bà cho em không có một xuân. Cứ mở miệng ra là thọ, cứ mở miệng ra nói xấu, cứ mở miệng là con thường người khác. Ai mà muốn đến với Chúa, nhưng mà ngược lại người ta không phải đến với Chúa. Đây là vì quý bà cho em hay bởi quý bà cho em, nhưng mà hiểu không? Có cơ hội để mang ma quỷ đó, đó hay không? Đó hay không? Đừng tin. Nhưng mà ai không tin thì không tin. Chứ vậy vì quý bà cho em, nhưng mà quý bà cho em có cơ hội là cái dụng cụ của Đức Chúa Trời hay cơ hội là dụng cụ của ma quỷ, quý bà cho em hiểu hay không? Hiểu điều đó hay không? Cho nên vì cái đó quý bà cho em thấy là
Những David được đẹp lòng. Nhưng mà quý mạnh cho em nên nhớ này, ông là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và vì ông đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên có những người dân sự đẹp lòng, họ yêu mến David. Yêu mến đến nỗi thì nói là David thì giết được Saul thì giết được 1,000, mà ông giết được 10,000. Họ ông vua nào mà ông tức. Phải không quý mạnh cho em? Mà ngay cả ngày hôm nay cũng vậy. Một sư của tôi được ơn lắm, nhưng mà lúc nào chẳng tôi chưa thấy ai tin Chúa, nhưng mà cái bạn đó có được ơn. Qua là mới đi làm chứng này, chục người tin Chúa, chục người tin Chúa, nghe tất không tất chứ. Nhưng mà trong đó là gì quý bà cha, chuyện đó có xảy ra không? Có. Tại vì người đâu có phải tin Chúa qua tôi là có cái bổn phận để tôi ra truyền danh Chúa. Còn nó rớt xuống chỗ nào nó rớt, cái người đó có thể là được ơn để mà làm chứng, nhưng mà chưa chắc được ơn để nuôi. Có nhiều người làm chứng thì rất được hay, rất là cảm động, nhưng mà đến lúc mà dạy dạy chứng quốc là dạy toàn là cái chuyện gì trên trời dưới đất không à, không có cái hệ thống, không có lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cho hiểu, nhưng mà tôi ý con muốn nói là vì vậy đó, tại ra một sư cũng mất phước là một sư. Ngay kia tôi làm chứng có người tên Chúa, tôi giảng mấy chục năm không ai tên Chúa, cái người kia mỗi lần mà đi cái là có người tên Chúa, rồi cái bà này mà chạy theo, cái ông kia chạy theo, rồi cái lập nhớ, rồi cái ngụ nguyện kia riết, rồi cái thành hội thánh bà kia, đúng không? Phải không bà cho em, chuyện đó là chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhưng mà nói tôi chứ không quan trọng. Nếu người nào được ơn cứ là hội thánh cho tôi, nó càng khỏe cho tôi, tại vì bớt người mà không tin Chúa thì tôi cũng bớt người để tôi giảng. Amen. Tôi không có cái nhiều người giống như nặng nề quá cái chuyện mà hỏi thánh tôi phải lớn, tôi nói cùng quý bà cho em hỏi thánh mình như cái lỗ mũi mà tôi lo chưa xong sao mà lớn được. Phải không quý bà cho em? Quý bà cho em mà đi ai mà đi nhớ thấy tội nghiệp anh em tôi lắm. Ông này ông cũng già nhưng mà ông trẻ hơn tôi. Thật ra vì có ông biết ông trẻ hơn tôi cho nên ông giác có 4 năm cái đời giờ thấy thương. Đến rồi bà vợ cũng phải giác cái máy đem vô nữa. Mà đó là cái hỏi thánh nhỏ như cái lỗ mũi. Nếu mà ba ngày mà lên nhà cách năm nữa tôi với ông khiên sao hết. Chịu gì nổi, quý mà cho em hiểu điều đó không? Cái okay, mỗi lần bây giờ anh có 3-40 người ăn xong xếp ghế còn đau lưng nữa. Mà nếu mà hội thánh lên 100,000 ăn xong giọt hết lấy đâu mà. Mình xếp ghế xếp từ đầu chủ nhật cho tới thứ bảy mới xong rồi bắt đầu giảng. Giảng xong rồi xếp ghế cho tới thứ bảy rồi tới chủ nhật mới xong. Đâu có chịu nổi quý mà cho em hiểu điều tôi nói. Tại là nếu cái công việc của Chúa chúng ta để về Đức Chúa Trời. Nhưng mà đối với tôi và quý mà cho em phải nhận biết là điều này nè. Là trước mà con người thì sao lên đẻ hơn, đáng làm vua hơn. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời ấy, thì David là người được chọn, mặc dù ông là cái người chân chiên, một người mà má đỏ hồng hồng, một người mà biết chỉ đờn ca chứ chưa bao giờ múa trầm, chưa bao giờ múa kiếm hết, chỉ biết cầm cậy thế. Quý mạnh cho biết rồi, giống như ngày hôm nay mình chỉ cầm đũa mà hụt rồi thôi, chứ không bao giờ mà cầm gương mà nắm ai được hết. Và giống vậy mà ổng là người mà Chúa chọn làm vua, phải quý mạnh cho. Nhưng mà khi mà quý bà cho em thấy chỗ này, đây là cái lòng của David, là khi chúng ta biết rằng ông ở trong cái giao ước của Đức Chúa Trời là giao ước Đức Chúa Trời đạt, chứ không phải là cái giao ước của ông mà làm nên. Cái giao ước mà Đức Chúa Trời đạt để đây bên cạnh ông có cho nó, bên cạnh ông có cái người mà yêu mến ông, mặc dầu cha có cho nó tên là thù ghét và hận ông. Và đây là một cái điều mà tôi nói của quý bà cho em, Chúa đạt chúng ta cái nhiều chỗ cho nó tên là người yêu mến David, và cũng chỉ điểm cho David để chạy trốn Sa-lơ khi mà biết Sa-lơ muốn tìm cách giết David, phải không? Nhưng mà cho nó tên không bỏ Sa-lơ. Trời ơi, cái chỗ này tôi giảng hoài không ông ơi, quý mạng cho em biết rồi, Chúa đặt mình cái chỗ nào. Có nhiều lúc quý mạng cho em thấy này, cái bộ phận David là làm vua dân Israel, mà bộ phận của Jonathan là gì? Thằng con Sa-lơ, làm bạn của David. Ông sẵn sàng, ông biết là David sẽ lấy ngôi, tại vì đó ông David được Chúa sức giàu, ông biết điều đó. Nhưng mà ông không giận, hỏi quý mạng cho em có ông giận không? Thí dụ bây giờ ba tôi nói ô mục sư Vũ thì thiếu ơn quá, thấy người biến chẳng làm gì, cứ tối ngày cái than bệnh thân bệnh, rồi xong chẳng làm thì chẳng đi làm chứng, chẳng biết làm chuyện truyền giáo rồi này nọ nè, hãy giao lại cho anh Phi. Tôi dòm anh Phi bằng cách kêu mến thì thù quán ai đổ máu với ba tôi tối, phải không? Ai giúp ba tôi từ nhỏ tối, rốt cuộc cái ngôi này trao qua cho anh Phi. Nhưng mà Jonathan là một người được Chúa chọn để biết cái chỗ đứng của mình là gì, là yêu David nhưng mà kính sợ cha của mình, và cuối cùng sao chết với cha của mình chứ không phải chạy theo một thế nào sao lời này cũng là người bị rối xả, thế nào cũng chết thành nên chạy bỏ ngồi chạy qua đây. Biết cái mà chơi vậy không, mình ngồi phân tích thì thấy nó nhiều cái mà đừng có vì vậy mà nói ô tôi biết là cái ông đó ồ quê, nhưng mà tôi trung thành không phải vậy. Ở đây tôi không nói là mình biết cái sai mình phải tránh. Tôi thường nói có nhiều người nói ô hôi quá thui quá, chỗ này tôi chịu không nổi, chỗ này tôi vô đó tôi bị bệnh, tôi nói là đứng ngay thùng rác mà la thui là phải chạy ra khỏi thùng rác. Quý mà cho hiểu được đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về cái lòng yêu của Jonathan đối với cha mình, kính sợ Sa-lơ và cuối cùng chết với Sa-lơ tại trận này. Nhưng mà cái lòng yêu của ông
là đối với David để kính sợ người của Đức Chúa Trời và sẵn sàng để cái người của Đức Chúa Trời là cái người sẽ lấy cái ngôi của mình đúng ra ngôi mà David là cái ngôi của Jonathan. Quý bà cho em hiểu được đó không? Nhưng mà vì yêu mà ông sẵn sàng, và vì yêu thì sao? Ông nhịn nhục vì yêu mà ông sẵn sàng chết cho trai của mình, nhưng mà cũng chết cho bạn của mình nữa. Thì cái chỗ tôi nói cùng quý bà cho em, nhưng mà đối với David á, thì quý bà cho em thấy rằng ông là một cái người mà ông chỉ đi theo cái đường lối mà Chúa đẩy thôi. Ông thấy có mặt trận, ông thấy có người dành dàng, mà ông thấy không ai đánh hết, thì ông đi ra ông đánh vậy thôi. Ông đâu có cái tiếng kêu gọi của Chúa mà biểu hiện ra đáng quý mà cho anh đọc có thấy không? Có nhiều chỗ mà Chúa nói đi, ngươi phải đi. Nhiều chỗ nói như cái này phải đi. Ngươi đi chỗ này, ngươi làm kia. Phải không? Nhưng mà đối với riêng ông á, là tại sao? Biểu đi sức dầu mà rước mà sức dầu cũng không thấy có. Ra biết nữa, ra biết đi chân chiên. Quý mà cho anh nhớ điều đó không? Trời, tôi giảng hay quá, quý mà cho anh không có nói được. Tại đây, quý mà cho anh cứ ngồi đó, tôi tài giỏi mà Chúa, trời cái năng hơi tôi đây giỏi lắm mà không biết hơn ông chủ, chẳng biết tương dụng người này. Chết, ông chủ mà tương dụng để hơi hả? Đức Chúa Trời trân dụng cho ông Vũ, cho mà trân dụng là tặc bét hết. Ông Vũ mà dòm thấy đẹp thì ông khen, ông dòm thấy có giàu thì ông thích. Hai quý bạn kia, đúng không? Và nếu mà ông Vũ là con người nữa, ai có tài ông ấy. Chứ không có quý bạn kia mà hay hơn tôi thì sao? Đúng không? Thành ra nói riêng tôi, quý bạn kia đừng chờ ông Vũ, ông Nhi, hay ông nào bà nào trân dụng hết. Mà Đức Chúa Trời trân dụng thì Đức Chúa Trời nâng lên. Tới lúc cần nâng lên, sao là chết. Tôi nói vậy nhiều người vui lắm, lúc Đức lên trời nâng quý mặt cho em trong chủ chết. Mà ông Nhi ông có đòi chết hoài, quý mặt cho em nhớ không? Ông Nhi là đòi chết thì như tôi nhớ là 5 năm nay rồi đó. 5 năm trước rồi đó là tôi sắp chết, xong rồi còn 2 năm nữa mà tôi thấy 2 năm sắp hết rồi. Hả quý mặt cho em, con bà Nhi thì lúc nào mà cũng lật qua lật lại, chắc con không lâu. Mà tôi gặp bác Bọc cũng vậy, coi vậy chứ không phải vậy. Bữa ông vui thì ông nói, ôi, anh làm gì, về cái Chúa thì về, chứ đâu có gì đâu, mình đặt có người chích thuốc đồ chi. Bữa mà không vui thì thấy vậy chứ không phải vậy. Phải không, quý mà nha, và tôi nói cùng quý mà nha, cuộc đời nói vậy, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng nắng, không ai hại xuống được, mà ngày hại thì không ai nắng nó được. Mà tôi và quý mà cho nên nhớ là mình hầu việc Đức Chúa Trời, không hầu việc con người, nhưng mà hãy Chúa còn cho tôi lết, Chúa cho tôi bò, chứ tôi đứng được, tôi đứng, tôi đi được, tôi đi, tôi với anh Phi nói chuyện như nào, hãy mà thấy mặt mà còn hầu việc Đức Chúa Trời, có yếu đuối mà còn đi được, lái xe được từ đây mà hồi trước tôi mới nói cùng anh, tôi bữa nay tôi chóng mặt xong kỳ lắm, tới chủ nhật cái chóng mặt. Còn kia ông ơi, mà chóng mặt cũng lái xe, mà nếu không sao lái xe được thì có Uber, phải không? Yeah. Phải quý mạng cho em, đừng ai nói với tôi cô Vân mà còn có Uber nữa mà quý mạng cho em không đi được Uber hả? Có, phải quý mạng cho em, không có Uber có một sử dụng. Kẹt lắm thì kiếm chú Châu, ổng cũng rảnh, không có gì là cứ kiếm chú Châu trở đi thôi. Và quý bạn cho em, amen. Cho nên quý bạn cho em thấy là cái vấn đề là tôi cùng quý bạn cho em nằm cái giao ước của Chúa là cái giao ước đời đời không thay đổi. Giao ước của Chúa là cái giao ước mà khiến chúng ta sẽ nên trọn vẹn. Nãy giờ chưa vô đời chứ. Khi quý bạn cho em thấy là khi mà Jonathan yêu mến David và David được về nhà của Saul thì quý bạn cho em thấy một cái điều xảy ra là ông được tôn trọng. Tôi sẽ giảng thêm tại không cái nào tôi vô chơi vô đời mà xong được bài giảng ngày nay. Nhưng mà quý bạn cho em thấy bởi vì David được tôn trọng đó thì sao? Jonathan vẫn yêu nhưng mà Saul thì ghét. Quý mạng trên đọc xuống ở trên câu 10 đó. Sau cái bữa mà người ta tôn vinh và nói rằng Saul chỉ càng ngàn nhưng mà David thì chỉ càng vài, thì Saul tất cái chuyện đó bình thường. Ngày nay chuyện thường, tôi thường nói cùng quý mạng trên, nếu mà mình cảm giác theo xác thịt điều đó là bình thường, điều đó nói rằng mình là con người, mình là người phàm, mình không có thiên liêng gì hết. Thử ai đánh có đau không? Ai chửi có mắc cỡ không? Phải quý mạng cho em, ai sử dụng mình buồn không? Mình là con người, bình thường. Nhưng mà cái cách mình phản ứng làm sao á, mới nói lên là con người bài tâm của mình như thế nào. Tại vì con người bình thường á, đánh tôi đánh lại, chửi tôi chửi lại, giận tôi giận lại, hãy mà rủa tôi rủa lại, hãy chửi tôi một lần tôi chửi đi ông họ, từ Adam cho tới Eva tôi chửi hết, cho xuống cho quý mạng cho em nghe, phải không? Tôi chửi hết á. Đó là cái con người của tôi. Nhưng mà nếu con người bài tâm của mình á, thì quý mạng cho em cái cách phản ứng mới là quan trọng. Ngày hôm nay quý bạn cho em có gặp sóng lớn như thế nào không nhỉ? Ngày hôm nay quý bạn cho em có gặp cái hoàn cảnh cao hay thấp, nó không có quan trọng, nhưng mà cách chúng ta đối xử với cái hoàn cảnh mình như thế nào. Tôi đã từng nói cùng quý bạn cho em, nhiều người sa ngã, bị bác phạm, bị xuống dưới thấp, tin Chúa. Nhưng mà có nhiều người tin Chúa lúc mà được lên cao.
Phải quý mặt trời mời nhiều người lên cao bỏ Chúa và nhiều người xuống thấp thì bỏ Chúa. Điều đó nói là tên Chúa hay không tên Chúa nó không nằm trong cái hoàn cảnh, không nằm trong cái địa vị địa thế gì hết, nhưng mà nằm trong cái cách đối xử như thế nào. Và đó là cái cách mà Chúa đem ra cái con người thật trong cuộc đời tôi. Và quý mặt trời em, nếu mà tôi nói cùng với ông bà cho em hội thánh này mà mọi thánh đầy dễ có cả chục mục sư, có vài chục tín đồ, không ai mà được đụng tới tôi nữa, chứ đừng quý bà cho em không có gặp mặt tôi nữa đâu. Tại vì cái tòa giảng nó quá cao quá lớn, quý bà cho em thấy mình trên coi TV ấy, thì mình thấy được John Austin, nhưng mà quý bà cho em thử nghĩ mấy người mà nhớ mất cái đấy được mặt không không, dòm ở dưới dòm lên giống như cái lỗ mũi thôi à, chỉ dòm bởi cái màn ảnh thôi à, thấy ông cười vậy chứ ông chẳng biết quý bà cho em là ai. Tôi cười là tôi cười thiệt. Tôi ra gặp quý bà cho em là tôi gặp thiệt, tôi bắt tay thiệt, tôi chào thiệt. Bây giờ không ai bắt tôi hết. Quý bà cho em thấy ông cười vậy chứ ai mà tôi cười đó. Lúc nào mọi người ra tôi cười vậy. Và hỏi tên gì tôi đâu biết. Có biết chị không, chị nào? Chị biết cho biết cái người nào trong trăm ngàn thì không biết đó. Chẳng ai trăm ngàn biết mấy người ngồi trên, mấy người trong tiền nhiều. Quý bà cho biết rồi gì phải không? Chứ đâu phải dù nhân muốn ngồi chỗ nào. Có số người được lên trên, số người bị đẩy ra ban công. Tôi từng chào mà quý mạng thêm một sư vũ nó dẫn nhiều ra đừng ai dẫn hội thánh này mà tôi đi theo tiền giam chắc là tầng ngồi từ băng tới năm trở xuống đó. Nhưng mà cái điều quý mạng cho em biết là Đức Chúa Trời tôn trọng, nhưng mà vì từ tôn trọng đó thì quý mạng cho em thấy rõ như thế này. Ngài cứ giữ cho David phải ngoài. Tại vì cái người mà có cái lòng theo Đức Giê-hô-va đó thì quý mạng cho em thấy Chúa sẽ giữ cho cái đời sống của họ. Chỉ biết kêu cầu Chúa, tôn vinh Chúa và trả cho Ngài. Tại vì quý bạn cho em biết rằng Chúa không đặt, nghe kỹ, Chúa không đặt David để ngồi đó đờn ca cho Sa-lơ, mà Chúa đặt cho David đi ra phía bên ngoài đánh trận. Mà không phải vì ông ra đánh trận mà thắng, nhưng mà vì ông ra đánh trận để bày tỏ ông là cái người có thể làm vua của Đức Chúa Trời. Cho nên khi quý bạn cho em thấy, nhưng mà cái nghề của ông là nghề ca hát, đúng không? Ông đừng mời vô để mà cho ca hát cho Sa-lơ. Nhưng mà quý mà cho em, tôi nghĩ là chắc ông cũng vui lớn còn cạnh vui mà cứ có ngày hát là ông phái hát nữa. Cứ đợn hoài, đợn hát hát hay, rồi có người vỗ tay nữa, phải quý mà cho em. Cứ người hát cho vui đâu phải dễ đâu, phải quý mà cho em, thì thích thú lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời không chọn ông nên hát. Có nhiều người đừng có nói cho em là Chúa sức giàu cho chúng ta. Không phải đây hát không, có nhiều người Chúa sức giàu để hát. Tại vì Lê Vi á, quý mạng cho em là để hầu việc Chúa trong đền thờ. Họ là hát đờn, dân hương, phải quý mạng cho em. Cho nên người Lê Vi là người biết ca hát. Và David cũng có cái tinh thần Lê Vi, ông ca hát, ông chúc tụng. Và trong tất cả phần đông ở trong Thi Thiên là những bài hát của David để ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái chỗ của David không phải chỗ đó. Và đây là chỗ mà tôi nói cùng quý bà cho em, nếu mà Đức Chúa Trời không làm việc là ông ngồi đó ông hát hoài. Và ông hát hoài thì biết ông cứ ở dưới quý bà cho em biết. Và đây là cái tôi biết, Sa-lơ không nói, mà trong kinh thánh không nói. Nhưng mà tôi biết là tại vì ông này được ơn quá, thành ra Sa-lơ không cho ra đánh trận, nhưng mà cho ông ngồi đó hát cho mình nghe. Không đi đánh trận nữa, tại đi người ta cứ biết ông này là ông biết đánh trận mà đánh hay hơn Sa-lơ, đúng không? Phải không quý bà cho em, cứ cho ngồi trong chương trình. Không, nhưng mà Chúa thì đẩy ông ra và đẩy ông cái nào? Ở đó hồi thánh cuối cùng đây là cái nào quý bà cho em nhớ không? Hồi đó thì ăn uống vui vẻ thật thà đúng không? Cứ kéo nhau tới ăn uống vui vẻ thật thà, tại phép lạ xảy ra mà. Phải quý bà cho em bóng ông rồi đi qua, được sự chữa lành giảng 3.000 người, 5.000 người. Tin Chúa được ơn mạnh mẽ quá, thấy ai cũng thiêng liêng hết, ai cũng tin Chúa, ai cũng là sứ đồ hết. Thử cho tới lúc mà bị tấn công, bị cho ma quỷ nó tàn phá, Roma nó tấn công và bị bắt bớ, bị người Pharisee bắt bớ, coi ai là tín đồ thì biết. Phải quý bà cha, có nhiều người chạy trốn để tìm sự sống, nhưng mà có nhiều người chạy trốn để có sự sống và giảng lời của Đức Chúa Trời. Quý bà cha thấy khác người không? Và hội thánh lúc đầu tiên họ tan lạc, nhưng mà họ đâu có rã. Họ tan lạc nhưng mà họ làm cho nước của Đức Chúa Trời càng lớn hơn. Và khi mà David á, quý bà cha thấy ngồi đó sao? Đoạn hát thì sao lên có một ái thần phải không? Và khi cái ái thần đó lên thì con ở trong đó đó, từ con người trở xuống đó, ái thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Sa-lơ. Người có sự thốt hoảng trong người mình thì đây với kể đời những ngày khác thì người cầm giáo mà không. Và Sa-lơ phóng không có vợ, tại ông là một dũng sĩ. Tôi nói cùng quý bà cho em, ma quỷ thì bắn tên chúng ta đúng không? Nhưng mà cho em nhớ điều đó, ma quỷ bắn tên chúng ta, nên là chúng ta phải có mạng giá, chúng ta phải có cái chủ là Chúa ấy được sôi động năng như vậy. Nhưng mà sao quý bà cho em biết rằng nó bắn thì nó cứ bắn, nó phóng thì nó cứ phóng, nhưng mà David cuối cùng sẽ chết, mà chết già, chứ không phải chết vì tài của Sa-lơ. Amen. David không chết được cho đến khi làm theo cái công việc của Đức Chúa Trời, giúp cho Sa-lô-môn xây được cái đền thờ, rồi ông chết.
chứ không chết được tại sao là mà tôi nói cùng quý bà trên đó là lý do quý bà trên đừng có chuyện chừng quá đi. Quá đi, mình không biết quá đi gì hết. Nhưng mà nếu mà Chúa muốn đẩy thì đẩy ra đang ngồi em ái phải không? Chúa chứng mình vừa thai nghi ta đến các cái đơn ký tự nhiên Chúa đạt ra. Tại vì sao? Ông này phóng ra. Ông phóng phải chạy chứ. Phải không? Và sao lơ cố với các tìm để chi? Đẩy cho David đi ra đánh trận mà đi hàng đầu. Quý mà chê, tôi quý mà chê biết là đánh trận cái kiểu hồi xưa đó là tướng rồi mà đi trước mà quý mà chê biết rồi. Nó cứ mà đi tới mà đâm chết rồi thì mà đi đầu thì dễ đâm dễ chết. Vậy thì bấm cung hơn. Phải không quý mà chê? Tôi thấy đánh trận hồi xưa tôi thấy tôi giờ tôi quải quá. Tôi nói không biết họ đã bốc thăm sao người nào phải đi đầu người nào đi chót chứ. Tôi là tình nguyện đi chót tại vì tới lúc chót chắc là cũng hết đạn hết gương rồi. Quý mà cho nên hai bên dàn ra cái cầm luôn cái lũi ông nào đi đầu là chết chắc. Thì lấy biết bị đi đâu có chết không? Có bị đâm không? Có chết không? Không. Tại sao? Ông này chết dài chứ không có chết trẻ mà cũng không chết bởi lương cương tại sao? Chúa đã làm gì? Tại đó quý và anh em chúng ta không có biết cái những cái what if chuyện gì xảy ra. Tôi nói với tôi nhiều lần đừng bao giờ nói phải chi mình làm vậy thì chắc đâu có vậy phải chi đi bên tay trái đâu có bị động không, nếu mà có lúc động đi ta phải không động nữa đúng không quý và anh em hiểu được đó không? Cái nhiều người tránh bên đây không anh kia nhà sập chết phải chi vô kia chị đi qua bên đây chỉ nên đặt chân thôi nhưng mà lỡ đi bên đây cái sập nhà chết ta hết chết là chết. Tới lúc mà được nắng là nắng, mà lúc bị hạ là hạ. Quý mà trên thấy, nhưng mà trong cuộc đời tôi và quý mà trên những cái cao, cái thấp đều nằm trong bàn tay và sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi và quý mà trên không phải nói vậy mà buông. Nó là cao và thấp, là tôi không lo vậy. Ôi, cầu nguyện chi giống như mà mười nói nãy. Nếu mà chú biết cầu nguyện chi, chú biết mới cầu nguyện chứ. Để coi mình cầu nguyện đúng với Chúa hay không? Khi cầu nguyện mình nói là thật sự là cái lòng của mình phải lòng của cha thì ý trên đây mà mình cầu nguyện chất tốt tới như này à. Cha biểu nhận đi một cái xin tôi nói là mày nhận đi mà tôi khi xin tôi đây là đổ đầy cha mày nghĩ chứ cứ lô hôn cho nhớ tới con nhớ gì nữa tao chết cho mày cho tao tự dám nhớ vào mày quý mà cha mày không khi thật sự mình cầu nguyện đó mà cầu nguyện cho ý Chúa cái người càng bám quý Chúa cái lời cầu nguyện nói ra là lòng của họ đối với Đức Chúa Trời như thế nào và Đức Chúa Trời ở đâu trong đời sống của họ có bệnh không có yếu đuối không có hoàn năng không có nhưng mà có Đức Chúa Trời cái lời cầu nguyện nó khác so với mình chứ không phải có Đức Chúa Trời không biết cầu nguyện thật sự có Đức Chúa Trời cầu nguyện nhiều hơn mà không phải dài hơn nghĩ tới Chúa nhiều hơn chứ không phải là nhảy tôi bảo đảm muốn mà xem nhiều người cầu nguyện đã lắm cầu nguyện xong hỏi cầu nguyện gì đâu biết đâu tại thấy giờ chưa hết cầu nguyện hoài chứ nhiều người giảng gì đâu biết đâu tại thấy đồng hồ nó còn cứ nói hết giờ thôi phải quý mà xem. Nhưng mà quý mà xem biết rằng đối với Đức Chúa Trời thì Ngài có thể ban ơn và Ngài có thể dẫn chúng ta vào những cái điều ở trong ơn của Ngài. Nhưng mà vẫn là trong cái có những sự thử thách từ những lớn để tôi ngắn gọn với cùng quý bà trên mà hôm qua thì sao hết giờ lại hôm qua thì còn tôi sẽ chia sẻ nó ở chung với người bạn, nó ở chung với năm người bạn. Thì có người bạn nó bàn lớp nhỏ nhỏ còn hơn thì mới khám ra cái bệnh mà tôi nói về tôi coi lại mới là lupus gì đó. Mà giống như là cái người nó yếu, cái immune system nó yếu, nó bệnh hoài. Mà người đó càng nhỏ đó thì nó nhỏ con hơn con tôi nhưng mà nó thể thao. Nó chơi tennis, nó thể thao, nó chạy, rồi này nọ. Nhưng mà bây giờ nó yếu tới nỗi tuần rồi nó hứa lái xe về chở con tôi về, nó chạy không được. Rồi mẹ nó bây giờ phải xuống ở, nó tại đây là cái thời kỳ nó làm midterm, nó thi, nó không nghỉ được. Thế nên mẹ nó trong nhà đã 5-6 người, có 3 phòng mà 5-6 đứa rồi. Bây giờ mẹ nó về, nó dễ thương lắm. Nó gọi con tôi, nó năn nỉ, má ta thì ở ngủ ở sofa, ở ngoài phòng khách sofa. Nhưng mà mày làm ơn đừng có học bài trễ, tại con tôi nghĩ nó ngủ buổi sáng rồi tới buổi tối. Nó học bài trễ phòng khách, nên mày chịu khó đừng học bài trễ để má ta ngủ. Thì nó ra nó kể tôi cũng vui vẻ, mà nó vui vẻ lắm. Nó nói vậy chứ không phải vô trong toilet, ngồi chờ chỗ cái sinh á. Ra học bài trong đó là tại ngoài bà má ngủ ở trong phòng thì hai thằng bạn ngủ phòng khác thì mấy đứa kia ngủ rồi còn ăn thì mà bà má ngủ thành ra tôi nghe tôi thấy thương nhưng mà tôi chỉ nói tôi nói thằng kia tôi nói thấy ông con thành ra your brother tức là anh em con phải cảm ơn Chúa vì cái sức khỏe mà Chúa cho mình có sức khỏe you are blessed bây giờ tôi nói liền ủa không lẽ là thằng kia nó không blessed phải không quý mà cho em hiểu cái chỗ đó không. Nếu mà mình nói con mình khỏe là con mình được phước thì thằng kia nó bị đua xả tại vì nó không khỏe.
Không, tôi nói không phải vậy. Tại vì có những cái phước mà khi mình đi trong tụng bóng tối, mình sẽ thấy ánh sáng của Đức Giê-va. Nhưng mà cái phước đây vẫn là Chúa cho mình có sức khỏe để rồi mình có thể làm được những cái khác mà người khác không làm. Quý bạn cho em hiểu không? Tôi khi mà bị bệnh, tôi sẽ không nói ồ phước cho con tôi tại con tôi bị bệnh. Không, nhưng mà phước đó là trong cái bệnh hoạn đó, nó biết bán biếu Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cái phước là Chúa không, Chúa cho nó khỏe để nó hoàn, Chúa cho nó khỏe để nó còn làm được như người khác và giúp đỡ bạn bè nó hay là cha mẹ nó hay là cái này nọ trong hội thánh cái này kia. Quý bạn cho em hiểu điều đó không? Chứ không phải là tôi nói là có bệnh không được phước và được chữa lành hay là không có bệnh thì được phước. Nhưng mà ở đây quý bạn cho thấy là Đức Chúa Trời ngày làm việc của Ngài để mà có lúc đẩy chúng ta lên, đẩy chúng ta đi. Nếu cần quý bạn cho thấy Chúa dùng cái sự bát bớ để mà đẩy hội thánh của Chúa ta ra, và Chúa dùng cái gì, cái linh ở trong cái người của Sa-lơ để mà khiến cho cái ác thần và khiến cho ông phóng la và khiến cho ông xử sai trái David. Nhưng mà cái mà ông xử sai trái với David là cái đúng đắn mà Đức Chúa Trời muốn xảy ra trên cuộc đời David. Để chi? Để David là một người mà sẽ cai trị cho dân Israel. Bây giờ tôi chưa vô đời gì hết, nhưng mà tôi muốn mở màn để nói cùng quý bài cho em. Như Jonathan chúc phước cho David như thế nào thì ngài Đức Chúa Trời ngài chúc phước cho tôi và quý bài cho em. Và ngài chúc phước như thế nào quý bài cho em? Tuần tới trở lại một sư vũ sẽ giảng thêm quý mạch em nhớ trong câu ở dưới đó, trong câu thứ đoạn 1 câu 3 thì phải. Jonathan cái gì cũng để biết bởi vì người yêu mến người như mạng sống mình. Jonathan là người đó cởi áo mình mà trao cho David luôn với áo sống cát cho đến gương cung và đai của mình. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu mà chăm sóc yêu thương tôi và quý mạch em. Yêu thương và một vẫn và một trăm anh yêu thương và yêu thương David đến nỗi gì? Phó cái bá vật của mình, phó cái những dụng cụ của mình, những khí cụ của mình cho. Tôi chỉ giảng gì nói quý bà cho em để lần tới trở lại. Khi ông cho áo cho David là ông nói về cái địa vị. Tại vì cái áo của Jonathan là cái áo mà không phải của thường dân, mà cái áo của con vua bẩm. Và khi ông trao cái rốt đó cho David là ông nói là cái địa vị mà làm vua là thuộc về ngươi. Trao cái địa vị làm vua. Và khi mà ông trao cái áo sống đó thì đó nói về cái possession. Tại vì con người mà ít nhất cũng phải có cái áo sống, phải nguyên mà chạy có cái áo che thân thì possession là cái chủ quyền, là cái thế lực, là cái chủ quyền đó cũng thuộc về. Tức là không phải chỉ cái địa vị nhưng mà cái chủ quyền thuộc về David và gì nữa. Cuối cùng ông trao luôn cho gương, tên và là khí cụ, tức là cho cái cho đến gương cung và đai của mình đó. Quý mà chê biết cái một người mà đi chiến trận, một người mà chiến thắng chỉ nhờ cái gương, nhờ cái cung và nhờ cái đai. Quý mà chê biết rồi, cái đai để giữ lại cái gương và giữ những cái áo giáp ở trong người, trao luôn cho David. Tức là quý bạn cho biết đối với một người là cái gương có giá trị, đúng không? Không phải súng nào cũng bắn được và kiếm nào cũng được. Cái kiếm nó phải đúng vô tay của mình, đúng sức của mình để mà chiến trận cho nó dễ, đánh cho nó hay. Và cái bèo nó cũng phải vừa mình, cái đai vừa mình để mà giữ lại bộ giáp, tất cả điều đó. Nhưng mà sao? Jonathan sẵn sàng trao cái địa vị của mình, sẵn sàng trao cái chủ quyền của mình, sẵn sàng trao những cái gì, cái sức mạnh của mình, nói về quyền thế của mình cho David. Ngày hôm nay nói về cái hình ảnh để tôi nói cùng quý bạn cho em là Chúa Giê-xu không phải chỉ chết trên thập tự giá, ngày vâng phục Đức Chúa Cha mà chết trên thập tự giá để rồi ngày trao cái địa vị là con cho quý bạn. Nhớ điều đó quý bạn cho em, chúng ta không thể được gọi là con của Đức Chúa Trời nếu không phải bởi giờ quý của Chúa Giê-xu. Và trong đó ngày cho chúng ta có authority, có chủ quyền. We have possession. Chúa possess chúng ta để chúng ta làm con của Ngài, mà mình possess, mình có Đức Chúa Trời làm Chúa trong cuộc đời tôi và quý bạn. Và cuối cùng Ngài nói hết thảy tất cả những người thế trên trời dưới đất tài giao cho tài và tài giao cho người. Trong chúng ta có power, trong chúng ta có quyền năng, trong chúng ta có phép tắc, trong chúng ta có sức mạnh. Tại đó quý mà cho em đừng đi vòng vòng mà nói là tôi cũng làm được gì, mà cũng đừng đi vòng vòng mà nói là tôi làm được mọi sự. Nhưng mà như phải như Phaolô nói là tôi làm được mọi sự nhờ đến toàn năng ban ơn sức cho tôi. Ngày hôm nay quý ông bà cho em có chủ quyền, quý ông bà cho em có thế lực, quý ông bà cho em có sức mạnh, quý ông bà cho em có danh đại đồng của Chúa Giêsu là đấng chết trên thập tự giá mà chúng ta đang dựng tôi thánh của chuyện này để nói rằng chúng ta làm con trời. Jonathan không có ganh tị cái điều gì là con, mà tin cả bà Chúa Giêsu có thể ganh tị và tôi làm con một sướng hơn chứ. Ngày hôm nay tôi làm con một mà tôi trở thành con cả của nhiều anh em. Nếu mà nói phần xác Chúa Giêsu không cần làm gì, tại Ngài khiến chúng ta trở nên một, khiến chúng ta trở nên bình đẳng với Ngài trong cái danh xưng là con. Quý mà trên nhớ điều đó, trong danh xưng là con thì chúng ta bình đẳng với Ngài, nhưng mà Ngài vẫn là Chúa của chúng ta. Tại ra chúng ta không bao giờ ban Ngài, nhưng mà trong sự là con thì chúng ta là con trời giống như Ngài là con trời. Hãy quý mà trên. Amen. Và Chúa chúc phước cho quý mạng cho em. Thế rằng nói rằng tất cả những gì của Jonathan là của David. Ngay cả ngôi, ngay cả bá vật,
ngay cả sức mạnh, ngay cả chủ quyền, ngay cả thế lực, ngay cả những năng quyền, cái gì mà của Jonathan là của David. Và cuối cùng ông cũng chịu chết. Thật sự cái chỗ chết của ông là chỗ chết của David, tại vì Saul có tay đẩy ông ra, nhưng mà Jonathan chỉ chỗ cho David trốn để mà không phải ra tay, không phải bị Saul quỷ gì. Thì tôi nói cùng quý và cho cái giáo ước của Ngài là giáo ước ngáp, giáo ước còn biết, giáo ước còn biết đó để nên nhiều người được tha tội. Và khi chúng ta được tha tội rồi, chúng ta thường quên là chúng ta có địa vị làm con cái. Ngày hôm nay you are king and Jesus is king. Nhưng mà nên nhớ là cái chức vụ vua của chúng ta là vua trong đấng, là vua của những người vua. Tại ra chúng ta được cai trị vì Ngài cai trị, chứ không phải chúng ta cai trị vì cái quyền cai trị của mình. Và chúng ta được sự bình vực bảo vệ của Ngài. Chúng ta có năng quyền trên tất cả, bò cạp trên tất cả, những mười tập trên tất cả, những sự đuối. Chúng ta có năng quyền và chúng ta được là quyền làm chủ. Tại vì chúng ta là vua, chúng ta là thầy tế lễ. We possess, chúng ta có được cái quyền làm chủ để mà làm chủ những gì của Đức Chúa Trời ban cho tôi và quý mình. Bên kia đó, hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh được phước. Satan có thắng được hay không? Không, không bao giờ nó thắng được. Nhưng mà có những lúc lên và có những lúc xuống. Nhưng mà nên nhớ vì chúng ta có Chúa, lúc lên vẫn có Chúa và lúc xuống vẫn có Chúa. Và nếu chúng ta có xuống thì chúng ta sẽ được đẩy lên trên cao. Và nếu chúng ta có lên cao thì cẩn thận, tại vì chúng ta có thể lên cao hơn nữa, hay là chúng ta sẽ xuống để rồi chúng ta không có ở trên nơi cao mà nói rằng tôi đến nơi này vì Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có lên cao thì Chúa chuẩn bị để nói rằng tôi đến nơi này và tôi tạ ơn Chúa là đến để tôi lên. Và nếu chúng ta có xuống thấp thì chúng ta cũng không có sỉ nhục Chúa, chúng không có buồn phiền Chúa, mà nói rằng tôi có xuống dưới thấp thì mắt tôi ngửa trong đấng mà nhìn thấy tôi ở trong thấp này. Xin mời quý mạng trời đến lời cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì sự sức giàu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự ban ơn. Cảm ơn Chúa vì sự tài trị. Cảm ơn Chúa vì sự bình an. Cảm ơn Chúa vì sự thương xót. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài dạy dỗ dẫn dắt chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con cái sự lớn. Ngài cho chúng con có năng quyền. Ngài cho chúng con có sự đời đời. Và Ngài cho chúng con có lời của Chúa để đáp thắng lời của Chúa, để mà bên vực bảo vệ và làm cho chúng con lớn lên trước mặt Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ buổi chiều nay, chúng con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ buổi chiều nay, chúng con tôn vinh Chúa vì sự sống và năng quyền của Ngài đời đời không hề thay đổi. Vì lời của Chúa là lời mầu nhiệm, lời của Chúa là gươm hai lưỡi, anh sâu vào lưng cốt tủy chúng con, để cho chúng con thắng, cho chúng con sống, cho chúng con mạnh, cho chúng con có năng quyền và quỷ phá quyền lực bóng tối và sự chết trong cuộc đời chúng con, để chiến thắng cho danh sự của Ngài, để chiến thắng cho hội thánh của Ngài, để chiến thắng cho gia đình chúng con, chiến thắng cho cuộc đời chúng con. Vì đấng thắng ở trong chúng con thì chúng con cũng sẽ thắng. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con yêu mến Ngài nhiều lắm. Vì sự bình an của Ngài ở trong danh sự Chúa, vì sự chữa lành của Chúa, đưa bàn tay quý bà cha nhận sự chữa lành của Ngài in the name of Jesus. Phải Chúa ơi, phải Chúa ơi, chúng con không nhìn vào con người chúng con mà nói rằng chúng con còn bệnh. Chúng con không nhìn thấy sự đau nhức của chúng con mà nói rằng Ngài chưa trở lại. Chúng con không nhìn thấy sự hoàn nạn chúng con mà nói rằng Ngài chưa giải cứu. Nhưng mà đấng giải cứu chúng con đã giải cứu rồi trên thập tự giá. Đấng chữa lành chúng con đã chữa lành rồi trên thập tự giá. Đấng mà đã yêu thương chúng con đã yêu thương chúng con rồi trên thập tự giá. Ngày hôm nay chúng con được là của Ngài. Chúng con có chủ quyền của Ngài. Chúng con có địa vị làm con của Ngài. Chúng con có chủ quyền của người làm vua, bởi vì Ngài là đấng là vua và thế lực của Ngài giao cho chúng con. Và chúng con có sự yêu thương của Chúa, có sự bồng ẩm của Ngài, để rồi chúng con thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thuộc về Chúa. Buổi chiều nay chúng con yêu mến Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con có địa vị làm con, chúng con có chủ quyền và chúng con có sự thương yêu của Chúa, sự tài trị của Ngài ở trong mọi anh chị em chúng con. Buổi chiều nay chúng con cảm ơn Cha, cho chúng con ra về trong sự bình an, cho sự sống, sự dư dật và sự đầy dẫy luôn luôn tuôn tràn trong hội thánh, trong con cái của Ngài, để chúng con là con dân của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin bổ sức cho dân sự Chúa, xin bảo toàn dân sự Chúa, gìn giữ dân sự Chúa và đem dân sự Chúa lên cao trong bàn tay vĩ đại của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.